em đến cuối cùng, từng giây phút trôi anh mất dần người, cầm tay bước đi tiếng yêu cơn này, và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên thank you.